Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Khi ấy Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Khi Con Người đến trong vinh quang của Người, có tất cả các thiên sứ theo hầu, bấy giờ Người sẽ ngự lên ngai vinh hiển của Người. Các dân thiên hạ sẽ được tập hợp trước mặt Người, và Người sẽ tách biệt họ với nhau như mục tử tách biệt chiên với dê. Người sẽ cho chiên đứng bên phải Người, còn dê ở bên trái. Bấy giờ Đức Vua sẽ phán cùng những người ở bên phải rằng: Nào những kẻ cha ta chúc phúc, hãy đến thừa hưởng vương quốc dọn sẵn cho các ngươi ngay từ thuở tạo thiên lập địa. Vì xưa ta đói, các ngươi đã cho ăn; ta khát, các ngươi đã cho uống; ta là khách lạ, các ngươi đã tiếp rước; ta trần truồng, các ngươi đã cho mặc; ta đau yếu, các ngươi đã thăm viếng; ta ngồi tù, các ngươi đến hỏi han. Bấy giờ những người công chính sẽ thưa rằng: Lạy Chúa, có bao giờ chúng con đã thấy Chúa đói mà cho ăn, khát mà cho uống? Có bao giờ đã thấy Chúa là khách lạ mà tiếp rước, hoặc trần truồng mà cho mặc? Có bao giờ chúng con đã thấy Chúa đau yếu hoặc ngồi tù mà đến hỏi han đâu? Đức Vua sẽ đáp lại rằng: Ta bảo thật các ngươi, mỗi lần các ngươi làm như thế cho một trong những anh em bé nhỏ nhất của ta đây, là các ngươi đã làm cho chính ta vậy. Rồi Đức Vua sẽ phán cùng những người ở bên trái rằng: Quân bị nguyền rủa kia, đi đi cho khuất mắt ta mà vào lửa đời đời, nơi dành sẵn cho tên ác quỷ và các sứ thần của nó. Vì xưa ta đói, các ngươi đã không cho ăn; ta khát, các ngươi đã không cho uống; ta là khách lạ, các ngươi đã không tiếp rước; ta trần truồng, các ngươi đã không cho mặc; ta đau yếu và ngồi tù, các ngươi đã chẳng thăm viếng. Bấy giờ những người ấy cũng sẽ thưa rằng: Lạy Chúa, có bao giờ chúng con đã thấy Chúa đói khát, hoặc là khách lạ, hoặc trần truồng, đau yếu hay ngồi tù mà không phục vụ Chúa đâu? Bấy giờ Người sẽ đáp lại họ rằng: Ta bảo thật các ngươi, mỗi lần các ngươi không làm như thế cho một trong những người bé nhỏ nhất đây, là các ngươi đã không làm cho chính ta vậy. Thế là họ ra đi để chịu cực hình muôn kiếp, còn những người công chính ra đi để hưởng sự sống muôn đời. Đó là lời Chúa. Anh chị em thân mến, thưa các bạn trẻ, nói đến vua chúa quan quyền thì người ta nghĩ ngay đến uy nghi, quyền lực, hưởng thụ, ăn trên ngồi trước, có quyền sinh sát, đàn áp, áp bức người khác. Vua chúa quan quyền là vậy. Hôm nay Hội Thánh mừng lễ Chúa Giêsu Vua, và chúng ta thấy là tin mừng nói Chúa cũng hiện đến uy nghi lắm. Ngồi trên ngai vinh hiển của Người có các thiên thần hầu cận, và mọi người tập hợp trước mặt Chúa. Ấy thế nhưng mà khi vị vua vinh hiển đó gặp gỡ hay tiếp xúc với dân chúng, thì Thánh Matthêu lại kể cho chúng ta nghe như câu chuyện của một người mục tử. Người mục tử cũng giống như người chăn trâu, chăn bò, chăn vịt gì đó ở Việt Nam chúng ta. Người mục tử là một cái nghề bình thường, và người mục tử
đối với con chiên có một cái cư xử đặc biệt. Mục tử tốt thì nghĩ đến và chăm sóc con chiên. Chúa Giêsu đã là mục tử khi người còn tại thế, người chăm sóc dân chúng, người thương yêu, người xót thương, người giúp đỡ và nhất là người chết vì đoàn chiên. Người ta làm vua chúa quan quyền, có chức có quyền, ít ai mà nghĩ đến chuyện đó, mà người ta chỉ nghĩ đến mình hay hưởng thụ, có nghĩ đến kẻ khác là tìm cách bóc lột hay là thống trị. Mới đây chúng ta đọc báo chí ở bên Trung Quốc, thí dụ như bắt được một ông tướng gì đó mà tịch thu tiền không phải là tính bằng đơn vị tiền tệ mà tính bằng tấn, làm quan được một chút là tìm cách vơ vét như vậy. Có những người chăn trâu chăn bò lên làm ông nọ ông kia, quên mất tiêu cái thời hàn vi của mình và quên rất mất tiêu rất nhiều những cái tính tốt của mình thuở còn hàn vi nghèo khó đó. Chúa của chúng ta, vua của chúng ta mừng kính hôm nay không như vậy. Bài đọc một sách ông ngôn sứ Ezekiel nói với chúng ta rằng Chúa sẽ đích thân đến làm mục tử của dân người, và người làm những điều nghịch lại với các mục tử, tức là những người lãnh đạo Israel thời bấy giờ, là vua chúa, là những người có chức có quyền, mà họ là những mục tử bất chính. Mục tử bất chính, mục tử mà bỏ bê đoàn chiên, nó bệnh tật không chữa, nó đi lạc không tìm, con nào béo tốt thì giết thịt mà ăn. Và vì thế Chúa nói rằng người sẽ là mục tử và người sẽ làm ngược lại. Là một mục tử tốt như chúng ta nghe hôm nay, cái việc của người mục tử là Chúa đối với dân Chúa như thế nào? Con nào mà mất thì ta sẽ đi tìm, con nào mà lạc thì ta đưa về đàn, con nào mà thương tích thì ta băng bó, con nào bệnh tật thì ta chữa lành, con nào béo tốt khỏe mạnh thì không phải là ta giết thịt ta ăn mà ta canh chừng nó. Như vậy chúng ta thấy rằng là cái người mục tử như là làm tôi tớ cho đoàn chiên vậy. Đoàn chiên là hạnh phúc của người mục tử. Và những vị vua chân chính đã phải thấy hạnh phúc của dân chúng, làm hạnh phúc của mình, hạnh phúc của dân chúng mới là mục đích phục vụ của mình. Đấy mới là chân chính. Chúa Giêsu nêu gương cho tất cả chúng ta trong cái cung cách mà chúng ta hành xử quyền bính, chức vụ địa vị ở trong giáo hội hay là trong gia đình hay là trong một cái tổ chức nào đó bất kỳ, khi chúng ta có Chúa Giêsu là vua mục tử như vậy. Người ta hay có khuynh hướng có một chút quyền bính là tìm cách thống trị. Nếu chúng ta làm như Chúa Giêsu hôm nay mà tin mừng kể với chúng ta, hay sách ông ngôn sứ Ê-gien kể với chúng ta, thì đó là chúng ta đang chia sẻ cái vương quyền của đấng là mục tử. Tất cả mọi thế lực trần gian này, tất cả những vua chúa, dù có thể là giàu có, dù có thể là biết bao nhiêu quyền lực, nhưng mà không để lại những cái dấu ấn của sự thương dân, thương nước, thương nòi, của những gì là chăm sóc cho dân chúng và phục vụ dân chúng, thì đều bị lãng quên, hay nếu người ta có nhắc lại
thì cũng chỉ là một nỗi ô nhục mà thôi. Dù ở ngoài đời hay ở trong đạo, hay là ngay cả trong các gia đình của chúng ta cũng vậy. Tôi mới đi ra ngoài Nghệ An để dạy học. Tôi đến thăm một gia đình kia. Hai ông bà già lắm rồi. Vì tôi quen với con của ông bà ở trong Sài Gòn, cho nên tôi ra đấy nhân tiện ghé thăm. Nhà có hơn một chục người con, nhưng 7-8 người ăn học đại học đến nơi đến chốn. Hai ông bà cụ nhà nghèo, tiều tụy, gầy còm, hom hem, nhưng rất hạnh phúc vì đã sống hết mình với con cái, là cha là mẹ, nhưng mà lo cho nó, chăm sóc cho từng đứa một, và hy sinh tất cả để nó học được thành người, thành tài. Không phải để sau này nó hầu hạ phụng dưỡng mình, cho bằng là chính nó được hạnh phúc. Đấy là làm vua theo cách mục tử của Chúa Giê-xu. Thưa quý bà và anh chị em, chúng ta cứ thử về xem ở trong gia đình mình, khi mình là cha mẹ, mình là những người lớn, mình là những người có trách nhiệm, thì cái cung cách của mình, cung cách cai quản, điều hành, hướng dẫn của mình là gì? Có phải như Chúa nói hôm nay không? Con nào bị mất thì ta tìm về, con nào đi lạc ta đưa về đàn, con nào bệnh tật ta chữa, con nào thương tích thì ta băng bó, con nào khỏe mạnh béo tốt thì ta canh chừng nó. Đấy là điểm thứ nhất. Điểm thứ hai, ở cuối bài đọc 1 hôm nay, Chúa nói với tư cách là mục tử rằng ta sẽ phán xét giữa chiên với chiên, giữa cừu với dê. Và điều này đã được bài tin mừng hôm nay nói với chúng ta khi Chúa tách biệt giữa chiên với dê. Và Chúa xét xử cái tương quan giữa chiên với chiên, giữa chiên với dê đó, tức là tương quan giữa chúng ta với nhau. Con chiên với con dê ở bên xứ Palestine, người ta chăn chung, thả chung với nhau vào lúc ban ngày. Nhưng mà khi tối về, khi vào chuồng thì người ta tách nó ra làm hai, bởi vì nó có hai cái tính nết khác nhau. Và như vậy thì ở đây Thánh Matthew nói cái hình ảnh của con chiên tượng trưng cho người công chính, người tốt, là vì nó hiền, nó không có quậy. Cái màu lông của nó màu trắng, tượng trưng cho cái người thanh sạch, tốt lành. Và chúng ta thấy Chúa xét xử tương quan giữa chúng ta với nhau, mà người coi đó là cách đối xử đối với Chúa. Ngài nói với những người đứng bên phải, tượng trưng bằng hình ảnh những con chiên đó, hãy vào mà hưởng hạnh phúc đã dành sẵn cho các ngươi từ khi tạo thiên lập địa. Và họ ngỡ ngàng, họ ngỡ ngàng, họ bất ngờ, mà là một cái bất ngờ rất vui và thú vị. Họ nói với Chúa, có bao giờ con thấy Chúa đói mà cho ăn, có bao giờ thấy Chúa khát mà cho uống đâu, có bao giờ thấy Chúa trần truồng hay là tù tội hay mà giúp đỡ đâu. Tại sao vậy? Tại sao họ lại ngạc nhiên ngỡ ngàng như vậy? Trong khi họ làm những điều đó, thưa rằng họ làm những điều đó chỉ vì là họ yêu mến những người anh chị em của mình,
chỉ vì là họ yêu mến tha nhân, chỉ vì là họ yêu mến những người nghèo, những người đói rách, những người khát, những người trần truồng, những người tù tội bệnh tật, mà cái trái tim của họ nó thúc bách họ phải giúp, phải chia sẻ. Mà họ không nhìn thấy Chúa ở trong đó. Có bao giờ con thấy Chúa như vậy đâu. Mà con thấy anh chị em của con như vậy và con giúp đỡ họ thôi. Đó là một cái sự ngạc nhiên thật là thú vị và mừng vui vì hạnh phúc quá lớn. Chúa dành cho những việc quá nhỏ, ăn uống, quần áo, thăm nom, bệnh tật vớ vẩn. Và đối với những người bên trái, tượng trưng bởi những con dê, Chúa bảo đi cho khuất mắt ta. Vì khi ta đói, các ngươi không cho ăn, khát không cho uống, rách rưới không cho mặc, vân vân. Và những người kia cũng thật là ngạc nhiên. Nhưng mà chúng ta thấy là cái ngạc nhiên này, các ngạc nhiên khốn khổ, khốn nạn. Cái ngạc nhiên là cái ngạc nhiên mà không ngờ rằng mình đã bỏ qua những cơ hội rất lớn. Bởi vì đó là Chúa. Có bao giờ con thấy Chúa đói khát bệnh tật tù tội mà con không phục vụ Chúa đâu. Con mà biết Chúa ở trong người này người kia đang ngồi ở đây này, cụ thể này, anh này chị nọ bà kia, con mà biết Chúa ở trong họ là con giúp rồi. Con giúp từ lâu rồi, con mau mắn con giúp rồi, chứ sức mấy mà con để vuột mất cái cơ hội Chúa ở trong họ mà không giúp vậy. Và chúng ta cũng có khi chúng ta cư xử với nhau như vậy đó. Nhưng mà muộn mất rồi. Muộn mất rồi. Chúng ta xin Chúa cho chúng ta đừng để muộn mất hay vuột mất những cơ hội như vậy. Tôi nhớ có lần tôi đi xin giấy tờ cho một người quen ở một văn phòng giáo xứ của một sứ đạo kia. Và những người làm ở trong cái văn phòng giáo xứ đấy có vẻ cũng quan liêu lắm, mặc dù là làm việc cho giáo hội. Và tôi cũng vẫn kiên nhẫn để theo những chỉ dẫn của họ, chờ đợi họ. Khi tôi đang ngồi chờ đợi như vậy thì tình cờ có người quen, họ nhận ra tôi và họ chào. Ủa cha tới đây làm gì vậy? Và từ lúc đó, những nhân viên văn phòng giáo xứ kia đổi hẳn thái độ. Họ mau mắn, vui vẻ và làm giấy ngay cho tôi. Và tôi nói với họ rằng, đối với bất kỳ ai cũng cần sự tôn trọng, ân cần. Chứ không phải là chỉ khi biết đó là ông linh mục, ông cha thì mới tỏ ra thái độ như vậy. Bất kỳ ai đến, chúng ta có nhiệm vụ phải phục vụ, thì đều phải ân cần và trân trọng họ hết. Vì phẩm giá của họ, vì họ là con cái Chúa, là hình ảnh của Chúa, là anh em của chúng ta, chứ không phải vì họ là ông nọ bà kia. Có bao giờ con thấy Chúa? Nếu con biết Chúa thì con làm từ lâu rồi.
chúng ta thì nhìn lại cuối cuộc đời chúng ta còn cái gì? Thì cố gắng làm điều thiện và chúng ta sẽ gặt hái được những điều lớn lao mà nhiều khi chúng ta không ngờ được. Vì Chúa luôn có cái logic của người thật là khác với cái lối suy nghĩ và cư xử của con người chúng ta. Lòng tốt, lòng yêu mến, đức bác ái mới là cái gì còn mãi, còn mãi. Cuối cùng chỉ còn tình yêu, bởi vì tình yêu là chính Thiên Chúa mà mới tồn tại. Và chúng ta đi vào trong cuộc sống đời sau, khi kết thúc cuộc đời trần thế này, cũng chỉ có những cái gì mà chúng ta cho đi thì mới lại giữ lại được cho mình mà thôi. Những cái chúng ta cho đi cho anh chị em chúng ta đó là vì lòng yêu mến. Có một anh thanh niên kia từ dưới quê lên tỉnh để thực hiện cái ước mơ làm ca sĩ của mình. Sau một thời gian ở thành phố, anh ta đi tìm cái nơi để mà có thể thi thố tài năng và thành ca sĩ, nhưng không được. Tiền bạc đưa lên tiêu xài gần hết. Cuối cùng anh ta chỉ còn có một tờ giấy bạc duy nhất mà anh ta rất quý. Mà cái tờ giấy bạc này anh ta đã từng gặp các ca sĩ nổi tiếng để ký tên vào, để làm kỷ niệm và để khích lệ mình. Đúng cái lúc đó thì có một người phụ nữ nghèo khổ, đói rách, xin anh ta giúp đỡ. Anh ta tiếc lắm, bởi vì đây là cái đồng tiền còn lại duy nhất của mình mà nó quý như vậy. Nhưng mà vì người phụ nữ kia quá khổ, cho nên anh ta lấy cái đồng tiền giấy cuối cùng đó trao tặng cho người phụ nữ. Người phụ nữ nhận đồng tiền và nói: tiền gì mà đâu mà ký tùm lum tà la như vậy, mới có xài được không? Anh ta mới kể cho người phụ nữ đó là toàn là chữ ký của ca sĩ nổi tiếng không đó, Mr. Đờm này kia, rồi Mỹ Tâm này kia, tôi ký vào đây á. Vì tôi muốn đi lên thành phố làm ca sĩ nhưng mà chưa được, còn có mỗi đồng tiền này quý nhất tặng cho bà, bởi vì thấy bà nghèo khổ quá. Người phụ nữ nghe được thì người phụ nữ mới nói rằng: vậy à, tôi là giám đốc đài truyền hình đấy, tôi đang đi làm một cái phóng sự khảo sát về lòng tốt của người ta đấy, xem người ta có tốt không mà giúp đỡ những người nghèo khổ không. Và anh là một người tốt, tôi sẽ nhận anh vào làm ở trong đài truyền hình và tôi sẽ giúp anh thực hiện được ước mơ. Con người cũng có khi người ta làm cho những điều lớn lao bất ngờ như vậy, và Chúa còn làm nhiều điều bất ngờ và lớn lao hơn gấp bội. Như tin mừng hôm nay kể, đó là vào mà hưởng sự vui mừng từ đời đời đã được chuẩn bị rồi. Chúng ta đang trong những ngày cuối năm phụng vụ và cũng đến cuối năm dương lịch rồi. Mấy ngày nay râm ran người ta đồn rằng tháng 12 sắp tới sẽ có 6 ngày trái đất tối tăm bởi vì có một cơn bão mặt trời gì đó. Nhiều người sợ lắm. Cái gì còn lại để chúng ta không sợ? Cái gì còn lại để nếu dù điều đó xảy ra chúng ta vẫn chững chạc ngẩng cao đầu mà đến trước vua vinh hiển của chúng ta là Chúa Giêsu? Ước mong rằng chúng ta sẽ có những ngỡ ngàng, ngạc nhiên và thú vị. Có bao giờ con thấy Chúa?
Nhưng mà con đã làm tất cả những điều đó. Và chúng ta cũng thật là ngỡ ngàng, thú vị và hạnh phúc khi Chúa nói, hãy vào mà hưởng hạnh phúc lớn lao dành cho anh chị em từ khi tạo thiên lập địa. Amen. Mời cộng đoàn đứng, chúng ta tuyên xưng đức tin.